Xin chào các bạn đang đến với câu chuyện tát giá do Đam Ý Tưởng Truyện thực hiện, chương 24. Ở đồn cảnh sát 2 tiếng đồng hồ, cuối cùng cũng giải quyết xong mọi chuyện. Đứa nhóc bị đánh cũng không chịu thừa nhận chuyện mình bắt nạt Cố Miếu, chỉ nói Cố Miếu vô duyên vô cớ đuổi theo đánh mình. Cố Miếu cũng không nói chuyện, chỉ nằm trên vai Cố Phi, nhắm hai mắt. Thế là lời nói của nhóc kia cũng không thể nào chứng thực. Tưởng thừa không tin lời thằng nhóc đó, trạng thái của Cố Miếu ở ngôi trường như vậy chắc chắn sẽ bị trêu chọc. Nhưng trọng điểm lần này lại không phải nguyên nhân cô bé đánh người, mà là đứa nhóc kia đã khi dễ Cố Miếu, cảnh sát cũng không làm gì được. Quan trọng là Cố Miếu đánh trên đầu nhóc kia tới tét ra, phải khâu lại hai mũi. Cố may không còn vấn đề gì khác, cha mẹ nhọc của nhóc kia hung dữ một mực đòi tiền bồi thường, bị Đinh Trúc Tâm nửa nói lý lẽ nửa dọa dẫm ép người rời đi. Đinh Trúc Tâm khi đó còn bị cảnh sát nhắc nhở vài lần phải chú ý lời nói. Cố Phi suốt quãng thời gian đều không nói chuyện, lực chú ý đều dồn lên người Cố Miếu. Lý Viêm cùng mấy người còn lại nhận nhiệm vụ đứng bên cạnh khoanh tay trước ngực, trưng ra bộ mặt lạnh lùng, phối hợp với Đinh Trúc Tâm diễn màn. Nếu các người cả gan sằng bậy, bọn tôi nhất định cũng sằng bậy theo các người. Dù sao các người xem bọn tôi lớn lên cũng không giống người tốt. Sau khi thương lượng xong, cảnh sát cho phép thả người. Lúc này Tưởng Thừa mới thở ra một hơi dài nhẹ nhõm. Bỗng tới bây giờ mới phản ứng lại, đói kêu lên ùng ục. Nhưng trái lại Tưởng Thừa cũng không có khẩu vị gì. Lúc ra khỏi đồn cảnh sát, bên ngoài trời rất lạnh, gió thổi rất lớn. Mấy người tự về đi, vất vả rồi. Cố Phi nhìn qua Tưởng Thừa, chúng ta bắt xe, còn có Vương Húc nữa. Được, Tưởng Thừa gật đầu. Sau khi phân ra lên xe, cũng không ai nói chuyện. Tưởng Thừa cảm thấy có chút buồn bực. Vương Húc, người luyên thuyên như vậy bây giờ cũng không còn mở miệng. Lúc nãy vừa mắng vừa than thở vì Cố Phi, nhìn một cái cũng không còn nói gì nữa. Đều chưa ăn phải không? Xe sắp tới đầu phố, Cố Phi hỏi một câu. Đừng lo cho bọn tôi, tranh thủ về nhà đi, Vương Húc nói. Xe cũng khỏi vòng lại, tôi ở đây xuống xe được rồi, quẹ một cái là tới nhà. Tưởng Thừa, cậu tới nhà tôi ăn bánh nhân thịt không? Khỏi đi, bây giờ không muốn ăn gì hết, Tưởng Thừa nói. Tới đầu con phố, Cố Phi ôm Cố Miếu xuống xe. Tưởng Thừa xách theo ván trượt, đi được mấy bước, Cố Phi lại quay đầu nói. Hôm nay cảm ơn cậu. Không cần nói cái này, Tưởng Thừa nhìn Cố Miếu. Hai ngày nay cho nó nghỉ học đi. Tôi hôm nay thấy có tới ba đứa, hai đứa còn lại không bị đánh không chắc sẽ... Không xin nghỉ cũng không chắc có thể tới trường được nữa. Cố Phi thở dài. Sáng mai cậu giúp tôi xin phép với lão tử đi, tôi phải tới trường của nhì Miếu. Được, lý do thì sao? Tưởng Thừa gật đầu. Tôi bị sốt, Cố Phi đưa tay sờ sờ sau ót. Sốt nóng tới mức phỏng tay, sốt từ chiều nay tới trưa mai. Được, Tưởng Thừa cười cười, nhìn bóng lưng Cố Phi, một tay ôm Cố Miếu, một tay cầm ván trượt đi về phía trước. Tưởng Thừa có chút xúc động. Trước đây cảm thấy Cố Phi sống thật tùy ý để em gái mình lướt ván tung tăng khắp đường, tùy ý chế giờ cúp học, tùy ý chơi bóng, đủ các loại tùy ý, tùy hứng không cấm kỵ gì. Nhưng bây giờ lại cảm thấy rằng không phải như vậy, dường như tất cả chuyện trong nhà của Cố Phi đều do cậu ta một tay giải quyết. Kiểu người như vậy làm sao có thật sự tùy tâm sở dục? Tùy tâm sở dục là không theo ai hết, cứ theo ý mình mà làm. Không ai có thể tùy tâm sở dục, Cố Phi không thể, bản thân cậu cũng không thể. Giống như việc Tưởng Thừa không muốn ở nhà lại Lý Quốc Bảo, nhưng không muốn ở cái thành phố hoang tàn xa lạ này, không muốn đối diện với cuộc sống sau này, nhưng cuối cùng cũng không có sự lựa chọn. Mỗi lần muốn thay đổi đều sẽ rút dây động rừng. Cho dù lúc trước việc Tưởng Thừa buổi tối không về nhà đã làm tới thành thói quen, nhưng hiện tại không cách nào làm được, bởi vì cậu không có nơi nào để đi. Không mấy ai sẽ thực sự tình nguyện làm chuyện gì cho người khác mà không để tâm, ai nấy cũng chỉ miệt mài làm chuyện của bản thân. Lý Bảo Quốc tối nay không đi đánh bài, ở nhà ho cả đêm, cả lúc ngáy khò khò rồi vẫn ho khan,
còn lép nhép trong miệng cãi nhau gì đó, ồn ào tới trời người đều nổi giận. Tưởng Thừa nằm trong phòng, hoàn toàn không có cách âm, nghe thấy cả tiếng dép lê và tiếng giày thể thao đi lạch bạch trên lầu, trừng mắt ngây người cả buổi tối. Buổi sáng thức dậy, cậu buồn ngủ, đi tới đường cũng muốn kéo theo chiều gió bay. Hay ông đi bệnh viện kiểm tra thử, cậu nói với Lý Bảo Quốc đang vội vàng mang giày ra ngoài đánh bài. Ông ho dữ dội như vậy, có phải viêm họng được không? Xem đi, đây mới chính là con trai ta. Lý Bảo Quốc vui sướng lớn giọng nói. Không sao, ta ho cũng nhiều năm rồi, bệnh cũ thôi, không cần tới bệnh viện, không có vấn đề gì hết. Tưởng Thừa muốn nói lời với ông đúng là có bệnh, nhưng đang há miệng còn chưa lên tiếng, Lý Bảo Quốc đã vội vàng hất cửa đi ra ngoài. Địch, muốn có bệnh thì bệnh đi. Lý Bảo Quốc như vậy làm cậu cảm thấy mình không khác gì tiểu cô nương thích đi giả mồm. Trên đường tới trường, Tưởng Thừa ghé vào mua hộp thuốc ngậm nhân sâm, ngậm vào có tác dụng tỉnh táo tinh thần. Tưởng Thừa ôn tập trước khi thi cũng hay làm vậy. Bây giờ ngậm thuốc này rồi, lát nữa tới lớp không giờ lại ngủ như chết. Tưởng Thừa không muốn đang giờ học lại ngáy khò khò, rất là mất mặt. Sáng nay cô Phi đúng là không đến lớp. Sau tiết tự học buổi sáng, Tưởng Thừa tới văn phòng lão Từ một chuyến, nói hết chuyện hôm qua của cô Phi, nhờ cậu xin nghỉ. Sốt tới sắp chết, từ chiều qua đã bắt đầu sốt, sốt tới trưa hôm nay sẽ khỏi. Tưởng Thừa nói xong, cảm thấy bản thân hôm qua không ngủ một đêm nghiêm trọng tới mức ảnh hưởng luôn cả trí lực. Dường như lão Từ không chú ý tới cách biểu đạt kỳ quái của cậu, mà đang đắm chìm trong niềm vui sướng. Cố Phi hôm nay không phải trốn học, mà là nghỉ có phép. Em xem, thầy nói em ấy vẫn còn thuốc chứa mà. Lão Từ kích động nói, em xem, em ấy không phải đã xin phép rồi sao? Thầy biết tụi nhỏ các em có liên lạc mà. Vẫn là phải chú ý tới kỹ năng. Có điều Cố Phi không phải tới chiều mới tới, buổi sáng đang tiết ngữ văn cuối cùng, cậu đã vào lớp. Lão Từ còn rất quan tâm nhìn Cố Phi. Em không phải sốt rồi sao? Buổi chiều đi học cũng không có gì đâu. Đã khỏe lại rồi ạ, Cố Phi nói. Lão Từ gật đầu, lấy tay gõ nhẹ lên bục giảng, hăm hở nói, chúng ta tiếp tục nội dung ban nãy. Cậu không ngủ sao? Cố Phi tới chỗ của mình ngồi xuống, nhìn qua Tưởng Thừa. Rất rõ ràng à? Tưởng Thừa nằm dài trên bàn, mắt cũng mở ra không nói. Cố Phi, tôi còn nhìn không nổi, người không biết còn tưởng cậu sắp phát sốt một ngày trời. Tối hôm qua ngủ không ngon. Tưởng Thừa ngáp một cái. Thật ngại quá, giày vò cậu mấy tiếng đồng hồ. Cố Phi thấp giọng nói, không phải vì chuyện của Cố Mếu. Tưởng Thừa khoát khoát tay. Lý Bảo Quốc hôm qua không đi đánh bài, ho nguyên buổi tối, ồn ào không cách nào ngủ được. Cố Phi móc trong túi lấy ra một hộp giấy nhỏ để tới trước mặt Tưởng Thừa. Ăn không? Cái... Tưởng Thừa mở hộp giấy ra, bên trong là một đống kẹo sữa. Cậu đột nhiên có chút nói không nên lời. Kẹo sữa hả? Cậu không phải thích ăn sao? Cố Phi từ túi lại móc ra một viên kẹo bạc hà bỏ vào miệng. Tôi không có nói mình thích ăn, hôm đó tại đói thôi. Tưởng Thừa nói, vậy ạ? Cố Phi nhìn cậu, đơ mặt ra, đơ xong một hồi lại lấy kẹo ở trước mặt Tưởng Thừa về. Vậy, trả cho tôi. Không phải chứ. Tưởng Thừa nhìn chằm chằm Cố Phi. Tôi phát hiện con người cậu thật thú vị nha. Bây giờ cậu nói có muốn hay không là được. Cố Phi nói. Tưởng Thừa há hốc miệng, nửa ngày sau mới nói một câu, đưa tôi viên bạc hà đi, cho tỉnh táo tinh thần. Cố Phi nhìn cậu xong, mò trong túi một hồi, móc ra một đống kẹo, lấy ngón tay đảo đảo tìm một chút. Hết rồi, hay là ăn cái này đi, nó cũng có tác dụng tỉnh táo tinh thần. Tưởng Thừa từ ngón tay của Cố Phi lấy ra viên kẹo nhỏ tròn tròn. Viên kẹo này vị quýt, cũng chả phải vì dùng để tỉnh táo tinh thần. Tưởng Thừa dùng lưỡi ngậm kẹo vào, kẹo quýt mà tỉnh táo tinh thần cái gì chứ, ít ra cũng phải là chanh. Còn chưa kịp nghỉ xong, đầu lưỡi của Tưởng Thừa đã chuyển tới một vị chua âm mỉ.
Có lẽ lớp bên ngoài bọc đã tan hết rồi, bên trong còn là chút chua. Còn chưa để cậu phản ứng kịp, vị chua kia đã bùng phát, lan tỏa khắp miệng. Mắt cậu chút nữa thì trợn tròn lên. Chua, chua, trời đất ơi, chua chết rồi. Khắp miệng chua tới chảy thẳng vào tim, cùng tuyến lệ làm cậu thống khổ tới không muốn còn sống nữa. Cái này... Cố Phi nhìn cậu đột nhiên ngồi thẳng dậy, định hỏi một câu. Nhưng lời còn chưa dứt, Tưởng Thừa đã phốc một cái, mạnh mẽ đem kẹo trong miệng phun ra ngoài. Kẹo như viên đạn nhỏ phọt một cái, bắn thẳng lên cổ của Chu Kính ở phía trước. Ao! Chu Kính la lên, bị dọa tới lập tức ngồi thẳng dậy, quay đầu lại, đưa tay sờ cổ, đè nén giọng nói. Trời đệt, đây là thứ gì? Rớt vào áo rồi. Tưởng Thừa không nói ra lời, kẹo đã không còn trong miệng nhưng mùi vị kia không hề biến mất. Mùi vị chua tới khiến người ta nhìn không được mà ớn lạnh. Ngồi lại đàng hoàng, Cố Phi nói. Bạn học Chu Kính, lão từ trên bục giảng nói. Chú ý nội quy lớp học. Mặc dù lớp học này, người chú ý nội quy cộng lại với nhau đi nữa cũng không gộp lại được thành đội bóng rổ, nhưng Chu Kính cũng đã ngồi lại đàng hoàng. Qua 2 giây sau mới quay đầu. Đẹp, sao lại dính như vậy? Nó là cái gì vậy? Kẹo, Cố Phi nói. Các cậu có bệnh hả? Chu Kính rất thống khổ, kéo kéo áo nửa ngày trời, viên kẹo mới rơi xuống ghế. Thật ngại quá, Tưởng Thừa nói một câu. Sau khi chậm rãi lấy lại sức lực, lại quay đầu nhìn qua Cố Phi. Cố Phi đang cúi đầu chơi điện thoại, nhưng Tưởng Thừa có thể thấy được trên mặt cậu ta rõ ràng đang cố nén cười. Cậu, con mẹ nó muốn chết rồi phải không? Tưởng Thừa để nén âm thanh. Cậu nói muốn tỉnh táo tinh thần mà. Ngón tay Cố Phi đang lướt trên màn hình điện thoại. Cậu bây giờ còn buồn ngủ không? Cái con mẹ gì vậy? Tưởng Thừa mắng một câu. Hết buồn ngủ rồi đi. Cố Phi quay qua nhìn cậu. Có cần tôi viết cho cậu tấm bằng khen luôn không? Tưởng Thừa hỏi. Không cần. Cố Phi lại quay đầu tiếp tục chơi điện thoại. Chứ cậu viết cũng không ai đọc được. Tưởng Thừa không thể không thừa nhận, giờ phút này cậu thực sự đã thần thanh khí sảng, một chút buồn ngủ cũng không còn. Nhưng loại kích động muốn đem Cố Phi ra quất cho hai gậy, làm tâm tình vốn muốn hỏi chuyện của Cố Miếu cũng không còn nữa. Chuông tan học vang lên, Cố Phi để điện thoại xuống, mời cậu ăn cơm. Cậu cũng cảm ơn vì hôm qua đã giúp. Tưởng Thừa nhìn Cố Phi không nói gì. Buổi trưa hay buổi tối thì tùy cậu. Cố Phi lại hỏi, có thời gian không? Không cần khách sáo như vậy, Tưởng Thừa đáp. Cũng không cần phải khách sáo gì, Cố Phi nói. Hôm qua nếu không có cậu, Nhị Miếu không biết thế nào rồi. Tôi nghĩ lại đều cảm thấy sợ. Tưởng Thừa im lặng một hồi. Vậy tối đi, buổi trưa tôi muốn ngủ bù. Được, Cố Phi gật gật đầu. Tiết tự học buổi chiều bây giờ đều đã thành giờ luyện bóng. Khoảng thời gian này chắc chắn là tiết bọn Vương Húc thích nhất rồi. Buổi trưa Tưởng Thừa đi bệnh viện một chuyến, thay thuốc cho vết thương, để cho bác sĩ bôi vào loại thuốc dính hỗn hợp gì đó. Chiều nay chủ yếu là tập luyện phối hợp, không có thi đấu. Tình hình vết thương của cậu còn tốt, không cảm thấy đau gì. Tôi cảm thấy lần này chúng ta còn có cơ hội. Sau khi tập luyện kết thúc, đội trưởng Vương Húc ngồi xổm kế bên sân bóng rồi nói, lấy ngón tay đầm đầm dưới mặt đất. Theo tình hình hiện tại, nhưng tóm lại, việc bảo mật vẫn phải làm cho tốt, để cho bọn họ như lúc trước, không dễ chúng ta vào mắt. Cậu không đi ra đường ba hoa khoác lác là được rồi, Tưởng Thừa nói. Không thành vấn đề, Vương Húc dửng dưng nói, chỉ cần không tiết lộ chuyện cậu với Cố Phi là được, dù sao tôi có chém cái gì, bọn họ cũng không tin. Ồ, Tưởng Thừa nhìn cậu ta, lần đầu tiên thấy được Vương Húc thành thật như vậy, cậu có chút giật mình, không ngờ Vương Húc thế mà có thể đối mặt với sự thật tàn khốc như thế. Đại Phi, Vương Húc xoay đầu nhìn qua Cố Phi, hôm nào rảnh, mời mấy anh trai kia tới tập luyện một trận đi, tôi cảm thấy kết quả rất tốt. Ờ, Cố Phi đáp lại, được rồi, giải tán, Vương Húc phất phất tay. Một lát nữa các lớp khác cũng sắp tới rồi. Đều nhớ khẩu hiệu hiện tại của chúng ta rồi phải không? Khẩu hiệu? Lư Hiểu Bân ngây người. Chúng ta còn có khẩu hiệu sao? Hình như tôi chưa nói.
khẩu hiệu của chúng ta là chúng tôi có vũ khí bí mật. Vương Húc nói xong, Tưởng Thừa chưa phản ứng kịp đây là khẩu hiệu của cậu ta, ngẩn người một hồi lại nhìn không được, nghĩ muốn bắt đầu bộc phát trận cười điên dại. Mọi người cùng nhau im lặng nhìn Vương Húc. Chúng tôi có vũ khí bí mật. Vương Húc lặp lại lần nữa, sau đó phất tay, giải tán. Tan học lúc tới cửa trường, Tưởng Thừa theo thói quen nhìn bốn phía, không thấy tiểu lão Đại Cố Miếu thường hay ôm ván trượt đứng đợi trước cổng. Cậu nhìn qua Cố Phi, Cố Phi cũng không có giải thích, tay đặt trong túi quần thuận đường rồi đi. Hôm nay không đi xe. Tưởng Thừa thấy Cố Phi không đi lấy xe, hỏi một câu. Cố Phi chỉnh chỉnh cổ áo, xe bị hỏng, đi nửa đường bánh xe vuông rồi. Cái gì? Tưởng Thừa chút nữa nghe không hiểu, bánh xe làm sao lại sợ? Đâu có ai đánh nó. Cố Phi ý chỉ bánh xe từ hình tròn thành hình vuông, cách biểu đạt vậy chứ thật ra cũng không thành thật hình vuông. Còn Tưởng Thừa nghe theo nghĩa hoảng sợ là cách nói vui của từ hoảng sợ, vì hai từ đó cách phát âm gần giống nhau. Cậu thật đáng yêu ha. Cố Phi nhìn cậu, bánh xe không phải là rất sợ, nó thực sự là từ hình tròn thành hình vuông rồi. Ồ, Tưởng Thừa cảm thấy thật bội phục bản thân. Lúc nãy ngã chết tôi rồi. Cố Phi còn thở dài. Tưởng Thừa nhìn Cố Phi không nói gì. Nếu đây là phán chí, lúc này cậu chắc chắn sẽ tặng cho chàng pháo tay, kèm theo khen tặng cho mấy câu. Muốn ăn gì? Cố Phi vừa đi vừa hỏi. Không biết, không có gì đặc biệt muốn ăn, cậu cũng không cần phải làm quá đàng hoàng. Tưởng Thừa nói, bình thường cậu cùng bạn bè ăn gì thì ăn cái đó đi, cũng không phải tiệc tạ ơn. Tôi cùng bạn hả? Cố Phi cười. Cái mà bọn tôi ăn rất là kỳ diệu, sợ cậu chịu không nổi. Ăn cứt hả? Tưởng Thừa thồn miệng nói một câu. Cậu cùng Phan Chí có thói quen nói chuyện như vậy, cả hai nói rất nhiều, còn toàn là chuyện ấu trí. Có lúc còn cảm thấy nếu người ta không biết còn tưởng hai người chỉ mới 7 tuổi. Không, Cố Phi nói, nếu cậu muốn ăn, tôi có thể giúp cậu sắp xếp. Hay cứ ăn đồ thông thường đi. Tưởng Thừa thở dài. Hiện tại nghĩ tới Phan Chí sẽ thở dài cũng là một điều kỳ lạ. Gần đây ông nội Phan Chí nhập viện, cả nhà thay phiên nhau tới bệnh viện chăm nom. Tưởng Thừa cùng cậu ta không liên lạc gì. Có lúc thấy điện thoại của mình thì im ắng, cậu sẽ cảm thấy rất cô đơn. Trước tiên tới siêu thị đi, Cố Phi nói. Siêu thị? Tưởng Thừa ngây người. Mua cái gì? Mua đồ ăn, Cố Phi nói. Nguyên liệu các thứ. Tự làm? Tưởng Thừa ngạc nhiên. Cố Phi gật đầu. Tụi tôi bình thường hay tự làm, nếu cậu muốn ăn đồ làm sẵn chúng ta có thể... Không cần. Tưởng Thừa cảm thấy cứ làm theo thói quen của Cố Phi là được. Cậu vốn không nghĩ muốn vì chuyện hôm qua mà ăn một bữa của Cố Phi. Có điều tôi phải nói trước, tôi nấu mì cũng chỉ biết làm mì ăn liền. Không sao, đơn giản, ăn đồ nướng đi, Cố Phi nói. Tưởng Thừa lại kinh ngạc lần nữa. Thời tiết như thế này tự mình đi nướng đồ ăn? Đi đâu nướng? Xào một vòng siêu thị, Cố Phi mua một con gà chặt sẵn, một chút thịt cừu và bò đóng bịch, cùng hai gói sủi cảo. Sủi cảo làm sao mà nướng? Tưởng Thừa nhìn không hiểu. Sủi cảo là đem đi luộc, Cố Phi một mặt nghiêm túc giải thích. Tôi tất nhiên biết sủi cảo phải luộc, tôi đang hỏi là... Thôi bỏ đi, đợi hồi nữa ăn là được. Cậu uống gì, rượu hay nước giải khát? Cố Phi hỏi. Cái gì cũng không uống. Tưởng Thừa trong đầu cứ nghĩ tới viễn cảnh hai bọn họ đứng ở bãi đất trống trong bầu trời gió thổi lạnh gần chết, mà thổi tắt luôn đám lửa đang nướng đồ ăn, khiến Tưởng Thừa vừa nghĩ tới muốn uống gì cũng cảm thấy rét run. Mua xong đồ đạc, Cố Phi dẫn cậu đi theo hướng về nhà. Tưởng Thừa cảm thấy nếu như Cố Phi để cậu lên nhà cậu ta mà làm đồ nướng, thực sự cảm thấy có chút không quen. Cậu và Cố Phi gần đây qua lại không ít, nhưng cảm giác vẫn không hề quen thuộc. Vào nhà cậu ta sẽ khá là không tự nhiên, nhà Phan Chí cậu còn không muốn tới. Lúc đi tới tiệm nhà Cố Phi, cậu ta cũng không dừng lại, chỉ nhìn qua đó liền tiếp tục đi thẳng. Tưởng Thừa cũng nhìn qua đó, xuyên qua cửa kính có thể thấy được người phụ nữ đang đứng ở quầy thu ngân, xem kiểu tóc hẳn là mẹ của Cố Phi. Lại đi về phía trước,
Con đường này thông với đường nhà Lý Bảo Quốc. Tưởng thừa từng đi qua đây, rất hoang vắng. Sau khi đi tới phía trước là một xưởng bỏ hoang, có một con đường thẳng tới một cái hồ đã cạn, sạch nước. Tưởng thừa rùng mình một cái. Nếu cô Phi muốn qua cái hồ đó làm đồ nướng, cậu chắc chắn sẽ kêu cậu ta thôi dẹp luôn đi. Nhưng cô Phi đã đi vào một cánh cửa nhỏ của xưởng bỏ hoang kia. Ở đây, tưởng thừa cùng đi vào. Đây là một xưởng gì đó đúng không? Lúc trước là xưởng thép. Cố Phi nói đã đóng cửa rất lâu rồi. Nhiều người ở đây lúc trước làm trong xưởng này. Lý Bảo Quốc cũng có. Tưởng thừa nhìn bốn phía. Vào cổng rồi mới phát hiện xưởng này thật lớn. Mọi thứ trong nhà xưởng vẫn còn. Trông có vẻ còn dùng được. Nhưng lại để hoang thành một đống. Chắc chắn không ai tới dọn dẹp. Mặt đất cũng toàn bụi. Cố Phi dẫn cậu đi vào. Sau khi qua mấy cái sân bóng rổ, lại đi vào nơi có kiến trúc như một tòa nhà văn phòng. Tôi cùng không phải chim tốt bọn họ. Cố Phi vừa lên lầu vừa nói. Bình thường lúc không muốn ở tiệm sẽ tới đây gặp mặt. Ở đây không có điện phải không? Tưởng thừa nhìn đống đồ lộn xộn ở dưới chân. Tự nối vào. Cố Phi nói. Thật ra mùa hè ở đây rất náo nhiệt. Bên ngoài không gian rất rộng. Hoạt động nhảy đường phố của mấy ông bà cụ cũng là ở đây. Nhảy đường phố, tưởng thừa lặp lại. Nhảy đen battle nữa, cực kỳ phong cách, rất theo thời đại. Cố Phi lên tới lầu 3, lấy chìa khóa ra, mở một cánh cửa. Tưởng thừa nhìn vào bên trong, tự nhiên là một căn phòng trống đã được dọn sạch sẽ. Kế bên có rất nhiều ghế đầu và thảm bông, còn có một chiếc sofa đã không còn chân. Bên tưởng thừa đặt một cái vỉ nướng cùng lò vi sóng, lại còn có nồi và mấy chai dầu muối các loại. Địch, tưởng thừa rất kinh ngạc, ở đây có thể sống qua ngày luôn đi. Thấy thế nào, rất được phải không? Cố Phi cầm đồ ăn bỏ lên bàn, khóa cửa là của bọn tôi. Nếu cậu muốn, tôi đưa cậu một chìa. Sau này lúc không muốn về nhà, lại không có chỗ để đi, có thể tới đây. Lý Viêm bọn họ thường qua đây vào cuối tuần, nhưng lúc khác không có người. Tưởng thừa không nói gì, sửa lên tường nhìn Cố Phi. Đối với hoàn cảnh không chỗ để đi của bản thân bị Cố Phi một câu nói ra hết có chút phiền muộn. Mặc dù không thoải mái, thế nhưng lại không hề tức giận. Chỉ cảm thấy bàn cùng bàn, thấy ra được tình trạng của bản thân, thực sự có chút buồn cười.